Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Đồng Nai được xem là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm của Nam Bộ, là vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Dân cư tập trung phần lớn ở Biên Hòa, ở hai huyện Trảng Bom, Long Thành. Và mẫu piano sẽ đồng hành cùng mình trong chuyến đi khám phá Đồng Nai hôm nay chính là Kidman KS1, đến một cơ sở nha khoa tại Tam Hiệp, Biên Hòa. Để bắt đầu chuyến đi, mình sẽ dẫn các bạn một vòng đến kho tham quan cũng như đợi mình lấy hàng nhé. Đã đến kho hàng của công ty tại Lý Thường Kiệt và những thùng hàng SV800 hiện ra. Mẫu keyboard này với giá 18 triệu đầy đủ những tính năng hiện đại cho dân đi show đó anh em. À tí nữa mình quên bán về nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là piano KS1. Xe đến rồi, khiêng đàn lên và khởi hành thôi. Cảnh đường phố hôm nay vào buổi sáng khác với mọi khi, không gian ùn tắc ngột ngạt thường thấy thay bằng các phương tiện giao thông thưa thớt, đường phố thoáng đãng. Xe chở đàn đi trên đường cao tốc rút ngắn được thời gian đến nhà khách. Chớp mắt đã tới Tam Hiệp rồi. Trời đang lất phất mưa, tài xế và bạn nhân viên bên mình đang được anh khách cẩn thận che dù, giúp chúng mình mang đàn vào nhà để tránh được hư hỏng do mưa gây ảnh hưởng cho thùng và các phụ kiện bên trong. Ngôi nhà kiên cố chắc chắn nhờ vào những khối hình vuông vức cân đối kết hợp cùng bố cục màu sắc đơn giản với tông màu trắng làm chủ đạo. Khui thùng và khám phá KS1 nào. Như mọi lần, trong thùng gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, ốc lắp đàn và một bộ nguồn, và phần quà tặng kèm là một ghế piano cao cấp tạo cảm giác thoải mái khi chơi đàn. Cùng team tìm hiểu lý do vì sao KS1 lại được nhiều khách hàng chọn lựa đến như vậy nhé. Đàn có thiết kế tối giản, gọn nhẹ, phù hợp với nhiều không gian và không quá cồng kềnh, dễ dàng khiêng vác với hai người. Bàn phím được trang bị 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn đều trên 88 phím. Đàn mang lại âm thanh trung thực, giai điệu tuyệt vời với 20 âm sắc và 128 âm polyphony. Chức năng quen thuộc trên đàn với metronome đếm nhịp, Split mode chia bàn phím, Twin Nova trộn tiếng và Transpose tăng giảm tông. KS1 còn sở hữu nhiều cổng âm thanh chất lượng cao, cổng headphone để kết nối với tai nghe, cổng USB để kết nối với các thiết bị điện tử như laptop, tablet, smartphone và hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu kỹ thuật số, cổng pedal và cổng layout để kết nối thiết bị âm thanh bên ngoài. Người chơi tự do thể hiện cá tính riêng với 3 màu sắc của đàn là trắng, đen, nâu gỗ. Được phục vụ khách hàng là niềm vui của đội ngũ, nên chính sách bảo hành theo đàn cũng là một trong những quyền lợi hấp dẫn mà Minh Phụng Music dành cho bạn. Bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đến lúc cùng chỉ khách bốc siêu đàn rồi. Vậy là buổi giao đàn KS1 đến với Tam Hiệp Đồng Nai đã thành công. Trong video kỳ này, team đã mô tả tương đối đầy đủ về những giá trị mà KS1 mang lại. Tuy nhiên, nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào về KS1, hãy để lại comment, tụi mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Đừng quên tạo động lực cho chúng mình ra những video hay hơn ở những kỳ sau bằng cách like, share, subscribe cho kênh của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.